Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boy King TV nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá ớt chỉ thiên hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá ớt trên kênh của Boy King TV nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Boy King TV sẽ quay và cập nhật giá ớt chỉ thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp và Tân Quế, xã Tân Quế, Tân Quề, Tân Hòa cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá ở những khu vực ở trên xã Cù Lao các bạn. Thì hàng ngày kênh Boy King TV sẽ có quay và cập nhật giá một số loại nông sản có khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt có quan tâm đến giá ớt hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá ớt chỉ thiên qua từng ngày trên kênh của Boy King TV nha các bạn. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Tình hình dịch bệnh thì hiện nay thì diễn biến khá phức tạp. Rồi một số huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng như xã đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của chính phủ. Thì mình ở thuộc của huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thì việc thương lái đến thu mua ở các tỉnh khác cũng như là ở nơi khác lại thu mua thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2021 thì thương lái mua tại khu vực xã Tân Quề với giá ớt hàng chợ giá dao động tầm khoảng từ 18.000 đến 20.000 đồng trên ký nha các bạn. Còn đối với ớt mà phân theo cổ thì giá dao động tầm khoảng từ ớt cổ 3 giá dao động tầm khoảng từ 12.000 đến 15.000 đồng trên ký. Còn đối với ớt cổ 1 và cổ 2 thì giá dao động tầm khoảng từ 16.000 đến 18.000 đồng trên ký nha các bạn. Còn đối với ớt mà cổ nhất hàng cổ nhất thì giá dao động tầm khoảng từ 19.000 đến 20.000 đồng trên ký các bạn. Thì thương lái mua ở đây thì cũng tùy từng loại ớt, từng khu vực mà cũng có giá cả khác nhau nha các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là em chỉ báo giá tại khu vực. Thì thương lái tại mua tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp, xã Tân Quế, xã Tân Quề thì giá dao động như vậy thì em chỉ báo như vậy để cho quý anh chị và các bạn cùng cập nhật giá, tham khảo giá ở khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp cũng như xã Tân Quế, Tân Quề để cho mọi người cùng tham khảo giá ở khu vực như trên. Thì giá cũng có thể chênh lệch với tùy nơi tùy khu vực mà giá cả có thể khác nhau. Thì em chỉ báo giá tại khu vực ở Cù Lao, Tân Quế, Tân Quề, Tân Hòa cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá ở đây. Thì quý anh chị và các bạn nào có xem kênh có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.